Hello, xin chào cả nhà thân mến. Quý vị có biết hôm nay là ngày gì không? Tại Việt Nam là buổi sáng ngày 5 tây tháng 5. Và cái ngày 5 tây tháng 5 là cũng là cái ngày cuối cùng cái hạn mà tạm giam của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì qua ngày mai là ngày 6 thì không biết là bà Hằng sẽ ở đâu, sẽ làm gì. Và chúng ta đều là mong chờ những cái điều tốt đẹp nó xảy ra đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Đó. Không biết là còn gia hạn tạm giam nữa hay không ha quý vị ha. Nói chung là mình cũng mong một cái điều tốt đẹp nó xảy ra. Bởi vì sau cái ngày hôm nay thì quý vị cũng đã thấy rằng là báo chí đã đăng lên là coi như là tất cả hồ sơ đã được chuyển về tòa án rồi và sắp tới đó sẽ sớm thôi, tức là sẽ sớm có một cái lịch để xét xử vào cái phiên tòa mà sơ thẩm. Ông Bùi Đức Nam là thẩm phán mà được cử đó, tức là ông là chánh tòa đó, được cử để mà xét xử cái vụ án này quý vị. Đây là một vụ án rất là lớn, án điểm và coi như là được mọi người quan tâm. Chưa có tiền lệ một cái vụ án nào mà cái người bị cáo mà lại được người dân họ yêu mến như thế này quý vị nha. Cho nên là đây là một cái tiền lệ như là đầu tiên đó, trong cái lịch sử mà xét xử như là như thế này. Và chúng ta cũng chưa có khẳng định rằng là bà Hằng là người phạm tội gì cả ha quý vị ha. Đến thời điểm mà quan tòa chưa có phán quyết về tội trạng đó, thì chúng ta vẫn nói rằng là bà Hằng là cũng là một cái người chưa có xác định là phạm tội hay không. Đó. Chỉ có những cái vấn đề về 331 là chửi qua chửi lại mà xã hội, bởi khi người ta chửi mình chửi lại. Nó liên quan đến vụ những cái gì vụ việc của những cá nhân đối với nhau mà đã coi như là bắt giam bà Hằng 1 năm 1 tháng. Cho nên là bây giờ cũng có khá nhiều những cái điều mà chúng ta đang chờ đợi, chờ mong. Cái clip này thì ngày hôm nay thì có võ đặc biệt là có một cái thông báo cho mọi người, bởi vì coi như là mình sẽ giúp cho một số người họ tìm người thân trên mạng đó quý vị. Giống như là quý vị nào mà cần tìm người thân đó thì liên lạc với Quốc Võ, rồi Quốc Võ sẽ nêu cái thông tin lên để cho cái là những quý vị nào mà bị thất lạc người thân đó, cho dù quý vị ở đang bất kỳ ở nước nào, ở Việt Nam hoặc là ở Mỹ hoặc là ở các nước khác đó, mà muốn tìm người thân thì Quốc Võ cũng sẽ giúp cho quý vị. Hôm nay cũng là một cái người anh này, ảnh tìm cái người thân là con ruột của anh ấy. Thì anh chàng này tên là Phạm Ngọc Thông, năm nay là 62 tuổi. Phạm Ngọc Thông ở Việt Nam thì muốn tìm con ruột của mình, tại vì con ruột của mình là đi với lại người bác đó. Thì cháu tên là Colin Trần Ngọc Hoài Việt, Colin Trần học ngoài Việt, coi như là sống từ nhỏ với ông bà ngoại và bác Trần Công Bình ở Oklahoma. Cháu sinh năm 1990 đó. Thì cháu này đó là tên là Colin Trần Ngọc Hoài Việt, sinh năm 1990, sống từ nhỏ với ông bà ngoại và bác Trần Công Bình ở Oklahoma nha. Thì không biết là quý vị nào có biết về cháu này hay không, và hiện tại bây giờ đó nghe đâu là cháu là đang là tiến sĩ ngành tài chánh đó, tại đang làm việc tại ngân hàng ở Mỹ quý vị. Cháu Colin này là sinh ra tại Mỹ, coi như là quốc tịch Mỹ, đang là tiến sĩ ngành tài chánh, hiện đang làm ở ngân hàng Mỹ.
Thì coi coi quý vị nào mà có ai biết đó thì chỉ giùm cho anh Phạm Ngọc Thông này nha, tại vì coi như là đây là coi như là một cái ngày xưa đó quý vị. Ngày xưa thì coi như là cái bác mà Trần Công Bình này đó là ở cái số nhà là 1128 Southwest, số nhà đường là tên đường là 81 Street Oklahoma đó. Cái mã số code của vùng là 73139, và cái người mà tìm con là cái anh mà Phạm Ngọc Thông này đó, thì ở số là 128 xuyệt 2 phường 3 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Thì nếu mà ai biết đó, thì nhờ là chỉ giùm đó, hoặc là gia đình mà có tìm được đó, gia đình mà có nhận mà nghe được cái clip này của Quốc Võ đó, thì vui lòng điện thoại cho anh Phạm Ngọc Thông này. Số điện thoại là 0987 400 061, ha, 0987 400 061 đó. Bởi vì cái như ảnh rất là mong muốn tìm được coi như là cháu, ha, rất là mong muốn tìm quý vị. Nói chung là khi bị thất lạc cái người thân đó, thì họ rất là mong muốn để tìm được người con của mình quý vị ha. Nếu mà ai biết thì xin chỉ giùm cho anh Phạm Ngọc Thông đó. Cái số điện thoại liên lạc của ảnh là 0987 400 061 nghe quý vị nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Bây giờ trở lại cái vấn đề của Bồng Nguyễn Phương Hằng, thì hôm nay cũng có một vài những nguồn tin, và khi mà cái mình nhắc về cái tên mà tội phạm mà Thái Văn Đường á, Đường Văn Thái đó, là cái clip mà vô thường đó, ngày xưa đã từng cái như là làm rất là nhiều những cái clip vu khống xúc phạm nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng, thì cái những nhân vật này họ câu kết chung với nhau quý vị. Đây là một trong những thành phần phản động, tại vì họ sống tại Việt Nam, sống tại Việt Nam mà chống phá chế độ, chống phá đất nước thì gọi là phản động, và câu kết với lại những thành phần khác ở nước ngoài để mà coi như là thành ra một cái tổ chức để chống phá, thì có liên quan với nhau về trong cái vụ án mà của bà Nguyễn Phương Hằng này nữa. Thì hắn đã có rất là nhiều những clip câu kết với lại những tổ, với lại những cá nhân với giống nhà hàng đi nè ha, rồi những nhân vật khác nữa, trong đó có cả luôn cả Mỹ Chúa Phạm Ngà, rồi cũng có thể là có luôn cả Phạm Trần Văn Sĩ này nọ vân vân. Thì đã có một số những clip và những nhân vật nào, ai là những cái người đưa thông tin cho hắn khi mà hắn đang ở bên Thái Lan đó, thì ai là cái người cung cấp thông tin cho hắn để làm nên những cái việc này, ra đưa ra những cái luận điểm mà coi như là rất là láo toét đó, để vu khống, để nhục mạ người ta. Thì bây giờ nói chung là hắn đã bị bắt rồi, nhưng mà có những cái tin đồn cho rằng hắn đã bị thủ tiêu, bị thủ tiêu rồi như thế nào quý vị. Một số những cái thành phần mà bên phía của Thái Lan đó, họ làm những cái băng rôn, họ kêu gọi từ trẻ em cho tới người lớn, kêu gọi cái như là nói rằng là Việt Nam là cài người, tức là cài điệp viên qua bên Thái để mà bắt cóc cái tên Thái Văn Đường này về Việt Nam theo cái việc là coi như gọi là dẫn độ đó. Nhưng thật sự là báo chí họ đã đưa ra là cái tên Thái Văn Đường này trốn về Việt Nam theo cái đường mòn, và đã bị công an Hà Tĩnh là bắt giữ đó, khi mà không có giấy tờ tùy thân trong người mới phát hiện ra cái tên này chính là Thái Văn Đường. Thì sau này tự nhiên có một cái người luật sư, một cái cô này đó là cổ là làm trong một cái tờ báo nhỏ thôi,
mà cổ là cũng là cái người là phóng viên và cũng là luật sư, thì cổ nói rằng là không có cái chuyện mà Thái Văn Đường bị thủ tiêu gì cả, mà chính Thái Văn Đường trong thời gian này đang để khai ra một số những cái thành phần trong những tổ chức đó, trong đó nghe đâu có cả cái cô Hàn Ni rồi cái cô mà Lan vậy đó quý vị. Không biết có phải là Đinh Lan hay không nữa. Đó. Thì coi như là như vậy. Cho nên khi mà cái tên Thái Văn Đường là mình bị bắt đó, thì quý vị biết rằng là sẽ có rất là nhiều những người mà họ run lẩy bẩy ha ạ. Bởi vì coi như là khi mà bắt vô trong trại giam rồi đó thì họ sẽ điều tra. Họ sẽ hỏi cung. Đó, và sẽ khai ra những cái thành phần câu kết với nhau. Mình không chỉ nói ra cái vụ của bà Hằng không đâu, còn những cái vụ mà chống phá đất nước nữa quý vị. Đó, chắc chắn là như thế, là họ phải hỏi cung để mà khai ra những cái nhân vật nào mà liên quan đến câu chuyện này đó, là sẽ từng em một sẽ bị hỏi tới. Đó, thì mình mong rằng trong trường hợp trong cái thời gian sắp tới đây sẽ có thêm nhiều em nữa. Hiện tại bây giờ là có nhiều em cũng run lẩy bẩy rồi chứ không phải không đâu, tại vì trong cái phiên tòa sắp xử xét xử bà Hằng Vi Phạm sắp tới đó thì sẽ có một số em sẽ đứng ra để đối chất trong cái chuyện này, và sau khi mà xét xử xong cái phiên tòa sơ thẩm đó thì sẽ cơ quan chức năng họ sẽ bắt đầu họ làm rõ, họ điều tra và làm rõ luôn cả những cái thế lực liên quan đó, chứ không nên thể mà chỉ là một phía được, không thể chỉ một phía của bà Hằng phạm tội không được quý vị, phải có những nguyên nhân, phải không ạ? Thì bà Hằng cũng đã khai ra và báo chí cũng đã đưa lên rất là nhiều về những cái nguyên nhân mà làm tại sao bà Hằng đã lên trên mạng để như là vạch trần ra những góc khuất đó, và nguyên nhân tại sao bà Hằng lại lên trên mạng để dùng những lời lẽ thô tục đối đối xử với những con người này, khơi khơi họ đã họ, bà Hằng đâu có rảnh đâu để mà làm cái việc này quý vị. Ngày hôm qua mình đọc được một cái dòng comment, tức là một cái lời bình luận của một cái người nào đó khi mà họ đọc trên cái tờ báo Tuổi Trẻ nói về cái vấn đề của bà Nguyễn Phương Hằng đó, thì họ viết một cái lời bình luận rất là ngu ngê, mà mình cảm thấy mình coi như là cái những cái người này thật sự là không biết họ nghĩ cái gì, và coi như là nếu như mình không nói ra đó thì không ai biết là mình ngu đâu, tự nhiên nói ra làm cái gì. Ví dụ như cái lời bình luận đó, họ nói rằng là cái bà Hằng này sao mà ngu quá, bà ấy là cái người giàu có như vậy mà mắc mới gì là phải là đấu tố nêu ra những cái điều mà tiêu cực trong xã hội để làm cái gì, hả không ạ? Rồi khi mà bị người ta, trong đó có những cái người mà có chức có quyền ở trong xã hội đã khuyên nhủ bà rồi, im rồi mà bà vẫn tiếp tục thì mà nói ra, tiếp tục chửi bới những cái nhân vật kia, để cho đến thời điểm này thì bà phải ở tù. Bà này bà quá ngu. Đà, họ nêu những cái bình luận như vậy quý vị. Phúc vợ cảm thấy rất là mắc cười cho những con người này. Bởi vì không thể nào nói bà Hằng ngu được quý vị. Bà Hằng bà không có ngu. À, bà Hằng bà khôn quá trời khôn chứ bà bảo bà ngu cái gì? Nếu mà bà ngu thì làm sao bà là cứ là làm tổng giám đốc một cái công ty mà lớn nhất nhì của Đông Nam Á được quý vị. Phải không ạ? Không thể nào mà nói bà Hằng mà ngu khi mà bà là tổng giám đốc đó, không thể được quý vị. Coi như là sao quý vị, không thể nào nói như vậy được. Với lại là bà là một tỷ phú mà bà làm ra biết bao nhiêu là tiền của là tài sản của coi như là công ty, và những cái nhân vật như vậy đó là những người mà rất là hiếm có trong xã hội, rất là hiếm có trong xã hội,
mình á, những cái người mà đang comment những cái bình luận này chỉ là một hạt cát trong xã hội thôi. Đối với bà Hằng không là cái gì hết cả quý vị. Người ta là 1 tỷ phú tới đô la lận. Mà cũng may là nhờ những cái vấn đề, những cái người mà dám đứng ra để đấu tố, để vạch trần những góc khuất xã hội như vậy đó, giống như bà Hằng như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rõ ràng được những góc khuất đó. Chứ nếu không chúng ta nhìn nhìn đời bằng những con mắt rất là coi như là đẹp, những cái điều mà ở nhà trường họ dạy đó, những vấn đề về đạo đức, vấn đề về xã hội đó, nó đẹp lắm, giống như là một cái thiên đường. Nhưng thật sự khi mà ra xã hội rồi đó, chúng ta sống, chúng ta gặp gỡ người này người kia, bị lừa đảo, bị lọc lừa, thì chúng ta mới bắt đầu là có kinh nghiệm hơn, không ạ, có nhiều kinh nghiệm hơn, và chúng ta mới thấy rõ được những cái góc khuất đó. Chứ nếu không thì chúng ta không thể nào chúng ta thấy được. Cũng nhờ có như vậy đó, cũng nhờ có những người phụ nữ mà họ can đảm như thế, họ dám đứng ra để họ hy sinh cái bản thân của mình, thay vì coi như là bây giờ có quá thì hai chồng cứ đi du lịch chơi chứ, phải không ạ, làm những điều tốt đẹp trong cuộc sống đi, rồi đi chơi chỗ này chỗ nọ, chứ không không cần phải là làm gì, không cần phải là coi như là lên trên mạng để đấu tố, để nói ra những cái điều mà sai trái trong xã hội như vậy. Nhưng mà bà không phải sống vì bản thân của mình. Nếu như ai trong xã hội này cũng sống vì bản thân của mình hết mà không nghĩ đến cái lợi ích của tập thể đó, thì xã hội này nó đâu còn là xã hội nữa, nó sẽ bị loạn quý vị. Ai cũng thủ thân cho mình hết và không có quan tâm đến cảm xúc, không có quan tâm đến lợi ích của những người xung quanh, thì thôi thua rồi. Cho nên cũng may rằng nhờ có những cái người giống như bà Hằng này dám đứng ra để vạch trần những góc khuất này, cái điều đó làm cho chúng ta cảm thấy là mới nể phục chứ. Bây giờ thấy rõ ràng quá rồi, những cái góc khuất về vấn đề về từ thiện, không, những cái sự lừa đảo lừa lọc về vấn đề về thần y, ngoài ra còn có những vấn đề khác nữa. Cũng nhờ có những người giống như bà Hằng đó, sự dũng cảm của bà, sự gan dạ của bà đó, và đến thời điểm này là coi như là đến nỗi phải mà lãnh cái hậu quả là phải bắt tạm giam, thì nó phải động đến những cái gì đó mà nó lớn lắm, không thể tầm thường được quý vị. Mình đừng có bao giờ như là dùng cái đầu óc và tầm thường của mình để mình nghĩ tới người khác rồi cho người ta là ngu. Người ta không hề ngu. Chính cái bản thân của mình thôi mới là ngu. Chứ người ta không hề ngu quý vị. Hôm nay là ngày 5 tháng 5 rồi, là một cái ngày phải nói rằng là rất là cận kề, coi như là hạn chót rồi. Cái hạn chót để bắt tạm giam bà Hằng rồi. Cũng có thể là không thể nào mà bắt tạm giam thêm được nữa quý vị. Cho nên là để mình coi sẽ sắp tới trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai là báo chí sẽ lên như thế nào về vấn đề của bà Hằng, rồi cái ngày nào là cái ngày sẽ đưa ra tòa để xét xử đó, để chúng ta cùng theo dõi cùng xem ha. Rồi mình nói sơ qua về cái vấn đề của Trấn Thành và Phương Thanh. Thì mấy ngày hôm nay báo chí lên rất là nhiều luôn, và cũng theo dõi Phương Thanh rất là nhiều quý vị. Đó, Phương Thanh thì cứ đăng liên tục mà quá trời những cái bài đăng luôn. Cứ cách vài tiếng là cái đăng lên bài, cách vài tiếng đăng lên bài. Quý vị mà vô trong cái Bùi Thị Phương Thanh đó, thì quý vị sẽ thấy trên Facebook cá nhân của Phương Thanh đây quý vị. Đó. Thì hôm bữa trước là Phương Thanh có qua bên Cali, rồi Quốc Võ cũng ghé qua bên chỗ mà cô ấy ở đó, chở cô nàng đi uống cà phê, rồi
chở bạn uống cà phê xong rồi mình nói chuyện chút xíu về những cái dự định mà những dự án mà làm việc chung trong tương lai đó quý vị. Đây nè, thì Quốc Võ với lại Phương Thanh cũng có chụp chung một cái tấm hình đó. Thì cái thời điểm này là thời điểm Phương Thanh đi qua bên Cali để chơi á, xong rồi ở được ở Cali được chơi 2 ngày thôi, ở được chỉ có 2 ngày thôi, xong rồi bắt đầu là đi bay qua tiểu bang khác để mà hát một vài cái show, rồi sau đó là bay về Việt Nam luôn đó. Thì nói chuyện với Phương Thanh thì Phương Thanh cũng úp úp mờ mờ thôi, cô ấy không có nói rõ lắm về vấn đề này, tại vì nhưng mà mình cũng là một cái người cũng tế nhị, mình cũng hạn chế cái vấn đề về những cái hỏi sâu hơn về cái chuyện riêng tư. Bởi vì cái chuyện riêng tư của Phương Thanh và Trấn Thành đó thì thật sự là trong cái thời điểm này là cũng rất là nhạy cảm. Nhiều người cũng theo dõi dữ lắm. Khi mà bất kỳ một cái động thái nào của những cái nghệ sĩ này á thì đều được báo chí quan tâm, đều được những cái fan hâm mộ hoặc là những cái trang fanbase mà rất là nhiều người theo dõi đó, họ quan tâm rất là nhiều. Vì vậy cho nên tất cả những cái phát ngôn mà đưa ra đều rất là nhạy cảm trong thời điểm này. Và Phương Thanh thì cứ úp úp mở thôi, nói chung là không có nói rõ. Nhưng mà theo như Quốc Võ biết rằng là cũng có liên quan đến những vụ kiện cáo về nhà cửa hoặc là showbiz gì đó, tất cả là ba cái vụ kiện. Và Phương Thanh nói rằng là cũng đang chờ Trấn Thành kiện mà không biết là như thế nào. Trấn Thành thì trong thời điểm này thì cứ im lặng thôi, không có lên tiếng. Bởi vì càng lên tiếng thì càng bị bóc phốt nữa. Dạo này thì trong cái năm này hình như là Trấn Thành bị sa quả tạ như chỉ điểm sao ấy, cho nên là bị xui rất rất là nhiều nhiều thứ, dính vào rất rất là nhiều những cái drama, từ những cái drama trước đây rồi hay khóc lóc kể lể ở trên những cái game show Mr. Riêng Tư, rồi hào quang rực rỡ đời nghệ sĩ khó nuốt, rồi bị tố là coi như là quỵt tiền 187 triệu gì đó trong một cái lần mà đi nhậu nhẹt gì ở trong quán bar. Rồi bây giờ thì lấy cái vụ của Phương Thanh được tùm lum hết, nói chung là rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe thì thôi chứ còn chưa chắc chắn 100% là nó như thế nào, chuyện nó ra làm sao. Cho nên là cứ chờ người trong cuộc họ lên tiếng, hoặc là báo chí chính thống họ lên tiếng thì chúng ta mới rõ được, chứ ta bây giờ chỉ là đồn đoán thôi, chỉ có đồn đoán trên mạng xã hội thôi thì cũng chưa có dám khẳng định là như thế nào, không đó. Hiện nay thì nói chung là cũng có rất là nhiều những cái trang fanpage họ bàn tán xôn xao nhiều lắm. Ngày hôm qua thì Phương Thanh cũng viết một cái bài bài viết nói về cái tên và cái tôi như đây nè, cái tên và cái tôi vậy đây nè, nói chung là nói úp úp mở 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 đó. Để ý là coi như là mình phải tạo ra cái tên của mình trước để cho khán giả biết, nhưng mà cái tôi đừng có quá lớn. Cái tôi là cái sự mà coi như là cái niềm tin vào bản thân đó quý vị, cũng vừa phải thôi. Nói chung là mình có tin vào cái bản thân chừng nào thì cũng tốt thôi, nhưng mà đừng có tự cao tự đại. Có nhiều cái người mà khi mà họ bắt đầu họ nổi tiếng rồi là họ coi người ta không ra gì, phải không ạ? Họ coi đồng nghiệp cũng không ra gì, mà họ coi khán giả cũng không ra gì luôn, cứ nghĩ mình là ông hoàng bà chúa không à tự cao tự đại thì đôi khi nó sẽ không hay. Để cho người ta thương á, thì nói chung á, để cho người ta ghét thì dễ lắm, mà người ta thương thương khó lắm. Mà khi mà người ta thương rồi mà để cho người ta ghét trở lại là coi như là vĩnh viễn muôn đời luôn, người ta không bao giờ họ thương lại đâu. Cho nên khi mà để được người ta thương rồi đó thì phải ráng là làm sao để giữ cho cái tình thương đó nó trường tồn, chứ không thể mình bắt đầu mình được khán giả thương rồi, được quý trọng rồi, cái mình mới là mình
nghĩ mình là ông hoàng bà chúa rồi mình tự cao tự đại, mình coi người ta không ra gì hết thì đôi khi là không hay. Cho nên đối với thời điểm này là Trấn Thành phải coi lại bản thân của mình đó, rút kinh nghiệm, tại vì anh ta cũng còn khá trẻ quý vị, cho nên là sẽ vấp ngã rồi sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm đó. Đó, thì hôm nay Quốc Võ cũng cái như là mình cập nhật một số những thông tin như vậy thôi quý vị. Bây giờ thì sẽ có một cái những sản phẩm mà đặc biệt trong tháng 5 này muốn chia sẻ với mọi người, bởi vì có những cái đợt khuyến mãi đặc biệt trong cái mùa lễ mẹ đó, tức là tháng 5 là cái ngày lễ mẹ mà, vì vậy cho nên có được những cái đợt khuyến mãi đặc biệt. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nha, để biết thêm chi tiết ha. Hello, xin chào quý vị. Hôm nay Quốc Võ sẽ giới thiệu cho quý vị một vài những sản phẩm tuyệt vời mà Quốc Võ đã dùng qua và sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách dùng những sản phẩm tuyệt vời này. Thì thưa quý vị, đầu tiên thì Quốc Võ muốn nói đến là cái đồng trùng hạ thảo được làm thành những viên côn trùng quý vị. Trong một cái hộp như vậy nè, khi mà họ design ra một cái hộp thì họ làm rất là đẹp quý vị. Đó, nhìn nó bắt mắt ha, những cái hộp chất lượng rất là cao, được in ấn tỉ mỉ và design thiết kế mẫu mã rất đẹp. Chúng ta mở nắp hộp ra, chúng ta thấy trong bên trong có một cái chai như thế này quý vị. Đây, một chai đồng trùng hạ thảo, trong đây có 90 viên tất cả. Chúng ta uống một ngày 2 viên vào buổi sáng, tức là trước khi ăn sáng thì chúng ta uống 2 viên. Đó, thì cái chai này chúng ta uống là 1 tháng rưỡi là hết ha. Mỗi chai như vậy giá trị là $200 cho một chai này quý vị. Đó, một lọ này. Thì quý vị thấy không, sản phẩm mẫu mã chất lượng rất là đẹp ha. Có một cái tờ giấy certificate của Mỹ luôn, tức là chứng nhận tại Mỹ sản xuất 100%. Và sản phẩm mà tốt á, sản phẩm mà tuyệt vời á, thì sẽ được như là Mỹ kiểm định xong rồi là họ cấp một cái chứng chỉ như thế này quý vị nè. Đó, cái hộp họ làm rất là sang luôn ha. Mình bỏ vào như thế này rồi mình đẩy nắp hộp lại như thế này. Đông trùng hạ thảo thì quý vị đã biết được công dụng của nó rồi, nó rất là tuyệt vời quý vị. Ngoài cái giúp cho ăn ngon ngủ yên ha, tránh tiểu đêm, thì nó ngoài ra nó còn có những cái vấn đề giống như là hỗ trợ cho việc điều trị về ung thư, hỗ trợ cho việc điều trị về xạ trị, hoặc là cái như làm cho chúng ta là da dễ hồng hào tươi mát, làm cho chúng ta cảm thấy sức khỏe nó tốt, tăng cường sức đề kháng, rồi tăng cường hệ miễn dịch, chống những cái lão hóa. Nói chung là rất là nhiều công dụng tuyệt vời của đông trùng hạ thảo quý vị. Thì trong cái tháng 5 này đó, là một tháng mà để tri ân khách hàng, với lại là cái tháng của ngày lễ mẹ đó, thì Quốc Võ sẽ có một đợt khuyến mãi đặc biệt cho quý vị luôn. Nếu như quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng hạ thảo như thế này nè quý vị nè, mỗi hộp $200, mua hai hộp là $400, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà như thế này. Trong hộp trà này là 40 gói trà Ashitaba của Nhật Bản, uống vô để cho chúng ta cảm thấy là khỏe mạnh nè, ngủ ngon nè ha mà, giảm mỡ trong máu nè, giảm cholesterol nè, tránh đột quỵ nè, rất là nhất nhiều công dụng tuyệt vời từ cái trà Ashitaba này thì quý vị đã biết rồi. Cái hộp này Quốc Võ bán là $25, nhưng mà Quốc Võ sẽ tặng free cho quý vị luôn nếu như mà quý vị mua hai hộp đông trùng hạ thảo. Ngoài ra đó thì Quốc Võ còn tặng cho quý vị một cái chai dầu Tibet này nè quý vị nè. Đây, chai dầu này. Chai dầu này cũng sản xuất 100% tại Mỹ luôn, và rất là tốt luôn, có cái mùi là cái mùi quế rất là thơm. Nếu chúng ta bị đau lưng, nhức mỏi, mình mẩy, hoặc là bị con gì cắn chỗ nào đó, hoặc là bị nhức đầu số mũi đó, thì quý vị thoa vào là nó hết liền ha. Rất là tốt luôn. Chai dầu này Quốc Võ bán là $15. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng hạ thảo đó, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà này và tặng thêm chai dầu nữa trong tháng 5 này quý vị. Đó là một cái đợt tri ân khách hàng rất tuyệt vời. Trong tháng 5 này là những cái điều tuyệt vời nó sẽ đến với chúng ta, cho nên là Quốc Võ có một đợt khuyến mãi để tri ân khách hàng. Đó là nếu như quý vị nào mà mua hai hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp $200, hai hộp là $400, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà này và một chai dầu, là free shipping cho quý vị luôn nha, chơi đẹp luôn, free shipping luôn. Đó, chỉ có $400 thôi quý vị. Nếu quý vị nào mà muốn order sản phẩm đó, thì quý vị hãy điện thoại cho Quốc Võ hoặc là nhắn tin cũng được. Số điện thoại là 714 247 9474.
714-247-9474. Nếu quý vị nào ở Việt Nam, hoặc là ở Úc, hoặc là ở Canada, thì quý vị hãy add Zalo nha. Quốc Võ có số Zalo. Zalo là +1 714-247-9474 nha. Zalo là +1 714-247-9474. Rồi. Bây giờ một sản phẩm thứ hai nữa đó mà chúng ta đã biết qua rất là nhiều năm tháng vừa qua rồi, và càng ngày sản phẩm này càng tốt hơn nữa, là collagen. Collagen thì một sản phẩm phải nói quá tuyệt vời rồi, mình không thể nào mà nói thêm về công dụng của nó được, bởi vì nó người ta ai cũng biết hết rồi. Công dụng mà tuyệt vời nhất là làm gì? Làm cho là tẩy tế bào chết nè, làm cho da dễ hồng hào nè, sáng mịn nè. Ngoài ra là làm cho bóng tay bóng chân nè ha, làm cho tóc của chúng ta nè mọc nhiều, khỏe mạnh, móng tay rất là khỏe chắc, và tóc tai cũng là chắc khỏe, không có rụng tóc. Và đặc biệt là cái làn da chúng ta không cần phải đi thẩm mỹ, không cần phải chích Botox, hoặc là không cần phải làm gì cả. Chỉ cần uống cái collagen thôi là đủ, là tuyệt vời được, đủ tốt quý vị. Đó, thì trong cái hộp này nè, nó có 10 chai như thế này quý vị. Đây là cái chai này nè. Chai này là được làm bằng thủy tinh nha, rất là chắc và đẹp. Đó, mẫu mã rất tuyệt vời luôn. Thì một hộp này gồm có 10 chai này quý vị nè. Đó, thấy đẹp không? Tuyệt vời không? Thì Quốc Võ đang bán với giá là mỗi hộp như vậy là $90 nha quý vị nha. $90 cho một hộp này. Mà nếu như mà quý vị nào mà mua hai hộp thì quý vị sẽ được tặng cho một hộp. À, tuyệt vời không? Đã không? Mua hai được ba luôn. Mỗi hộp $90 là như quý vị, mắc đắt tiền lắm á, không có rẻ đâu. Mà nhưng mà nó rất là chất lượng. Nó sản phẩm nó đắt tiền nhưng mà uống vô nó rất là khỏe. Mỗi ngày như vậy chúng ta uống một chai này trước khi đi ngủ khoảng chừng nửa tiếng thôi. Đó, một ngày một chai thôi ha. Trước khi đi ngủ nửa tiếng là chúng ta uống một cái là chúng ta ngủ ngon tới sáng luôn, ngủ cứ tủ đã luôn. Không có đi tiểu đêm, không có bị cái gì cả, nói chung là rất là tuyệt vời. Một ngày một chai một thôi trước khi đi ngủ nửa tiếng. Đó. Thì quý vị, cái hộp này nè, 10 chai giá $90 lận, mà nếu như quý vị nào mà mua hai hộp tặng free hộp cho quý vị luôn. Đã chưa? Tức là mua hai hộp $180 thì được tặng một hộp nữa, là thành là 3 hộp đó quý vị. Còn nếu như quý vị nào mà mua 6 hộp, mua 6 hộp thì được như thế nào? Là được tặng 4 hộp luôn. Wow. Mua 6 hộp được tặng 4 hộp quý vị, tức là mua 6 được 10 đó. Đây coi coi, một hộp là $90 đúng không? 6 hộp là 540 ha, $540 thì quý vị sẽ được tặng thêm 4 hộp nữa, là mua 6 được 10 hộp đó quý vị. Và ngoài ra còn có một cái quà tặng đặc biệt nữa là một chai dầu. Đấy, chai dầu này nè. Tức là quý vị mua 6 hộp 540, quý vị được tặng 4 hộp và quý vị được tặng thêm chai dầu này giá $15 nữa. Đã chưa? Chỉ có trong tháng 5 này thôi quý vị. Tháng 5 này là tháng là lễ mẹ mà. Cho nên là những cái điều tuyệt vời sẽ dành cho quý vị trong cái tháng 5 này quý vị. Quá đã luôn. À, nhưng mà mua cái collagen này thì quý vị trả tiền shipping nha, tại vì nó rất là nặng, một cái hộp này nặng lắm. 10 hộp như vậy là tới là 30 mấy pound là quý vị. Mình sẽ chia ra làm hai thùng, hai kiện hàng. Mỗi kiện hàng mình bỏ 5 hộp thôi. Tại vì đôi khi mình bỏ nhiều quá, nặng quá đó thì cái người mà shipping á họ khi không nổi rồi họ quăng nó bể tại cái chai này bằng thủy tinh á. Cho nên mình phải chia ra làm hai kiện hàng tất cả, mỗi kiện hàng là 5 hộp để mình ship cho quý vị. Nếu quý vị nào mà mua 6 hộp đó thì sẽ được tặng thêm 4 nữa là 10 đó quý vị. Đó. Thì đó là những cái điều tuyệt vời. Hai sản phẩm mà Quốc Võ thường hay bán nhiều nhất và thấy nó cảm thấy nó rất là tốt, cho nên muốn chia sẻ cho mọi người ngày hôm nay. Thì trong tháng 5 này là có những cái đợt khuyến mãi đặc biệt như thế đó. Cho nên cũng mong là quý vị sẽ ủng hộ Quốc Võ, ủng hộ những điều chính nghĩa, ủng hộ lẽ phải. Phải không ạ? Bằng cách là order sản phẩm giúp cho tăng giá trị bản thân, tăng cái sức đề kháng trong cơ thể, làm cho chúng ta khỏe mạnh, minh mẫn mẫn và tiếp tục như là cùng chung tay với nhau để coi như là làm những điều tuyệt vời trong cuộc sống. Đó, thì quý vị hãy điện thoại Quốc Võ bằng cách là điện thoại, số điện thoại 714-247-9474 nha. 714-247-9474. Nếu quý vị nào ở Việt Nam hoặc là ở Úc hoặc là Canada thì quý vị hãy add Zalo. Zalo là +1 714-247-9474. Và xin chúc cho tất cả mọi người một ngày tốt lành nha. Ok, I love you.